Xin chào các bạn, quay trở lại video tiếp theo mình nhá. Thì hôm nay sự giới thiệu có các bạn một cái món rất là lạ, đó là cái món này gọi là cái món lấm biển các bạn nhé. Đây lấm biển các bạn ạ. Cái lấm biển này mình mua ngoài chợ bây giờ rất là đơn giản này các bạn nhé. Đây hôm nay mình cái xào cái món lấm biển này với tỏi đấy các bạn nhé. Một chút là húng chó này các bạn này, nguyên liệu này. Lấm biển này. Đây là húng chó này, đầu hành, một chút ớt sừng các bạn ạ, và tỏi. Đây nguyên liệu thì gồm có dầu hào này, dầu ăn, mì chính, bột canh và đường các bạn nhé. Mình không dùng muối với nước mắm tại vì trong cái lấm biển này là có độ đậm mặn của nước biển này các bạn ạ. Đây để tẩy cái mùi tanh của cái lấm biển thì mình cho một chút rượu vang vào nước để mình trần qua này các bạn. Đây mình cho một chút rượu vang các bạn ạ. Vừa tạo cái mùi thơm rất là ngon của lấm biển này, vừa không bị tanh. Đây rượu vang đỏ các bạn nhé. Than lấm biển các bạn. Mình chần cho nó chín luôn lên nhé các bạn. Nó xoăn vào rất là ngon. À, các bạn nhìn này, để nó xoăn vào nhiều con đĩa. Trông như một miếng dạ dày đen đúng không các bạn? À, trông như một miếng dạ dày đen. Rơi luôn. Ok, mình đậy vùng vào cho nó nhanh sôi các bạn nhé. Sau khi mình chần xong mình sẽ vớt ra này các bạn nhé. Đây bây giờ mình sẽ cho ra ngoài mình vớt đây các bạn nhé. Cho nóng chảo lên trước các bạn ạ. Và một chút nước mình bỏ đi. Mình nhớ sử dụng một chút sa tế hoặc là dầu ớt các bạn nhé. Sa tế hoặc dầu ớt, hôm nay sự chỉ sử dụng sa tế thôi. Mọi khi là có cả dầu ớt nhưng mà hôm nay mình không thích ăn dầu ớt các bạn nhé. Cho một chút dầu ăn vào các bạn ạ. Một chút tỏi các bạn ạ. Nó đây chơi luôn không? Chơi luôn. Em Trường, em đang ở ngoài, em đang tò mò lắm các bạn ạ. Hôm nay anh ăn cơm cùng anh em luôn nhá. Mình phi thật thơm tỏi lên các bạn nhé. Rồi cho luôn một chút sa tế vào, mình xào lên nó thơm các bạn ạ. Ok, mình cho lấm vào. Đấy, sợi dạo này tay nghề sóc chảo của sự hơi hay rồi đấy các bạn. Đấy. Các bạn nhìn thấy ok chưa? Em Trường em đang nhìn sướng lắm. Mình sóc chảo. Anh chắc là sợ em đói bụng. Đây mình cho một chút đường các bạn nhé. Nó có nước biển hơi đậm đậm, mình sẽ cho nhiều đường hơn một chút. Chút bột lêm để nó mặn, là mình cho một tí tí gọi lấy mùi các bạn ạ. Một tí tí dầu hào thôi. Tạo cái mùi ngậy ngậy thơm của đồ xào. Trường này anh sóc chảo được không em? Khét lẹt luôn. Trông giống kiểu ốc phết các bạn nhỉ? Trông giống kiểu gọi là các cái ốc nhồi xào ấy các bạn. Bây giờ mình sẽ thử vị này các bạn nhé. Mình mời các bạn. Ngon lắm. Rồi. Cho thêm chút dầu hào các bạn, hơi nhạt. chút đường. Cái lấm biển này các bạn mua ở chợ khá là rẻ nha các bạn nhé. Rồi tầm 90.000 100.000 một cân thôi. Đây ở đây đang sử dụng là 5 lạng các bạn nhé. 5 lạng này rơi vào 40.000 45.000. Sau khi mình xào xong thì mình cho cái rau húng chó các bạn ạ. Đây là húng chó này, đầu hành và ớt sừng. Ok các bạn, như này là xong rồi nhá, mình đã hoàn thành cái món lấm xào nhé, lấm biển xào rồi. Cho ra đĩa các bạn. Mình cảm giác nó rất giống cái món tù và ếch xào các bạn ạ. Sau khi xào xong thì mình sẽ cho một chút lạc dập vào các bạn ạ. Cho thêm chút lạc dập ăn sẽ tạo cái mùi thơm và cái độ ngậy. Nó còn hơi vùi vùi một chút các bạn, ăn rất là dễ ăn. Mời các bạn ra nhậu rồi. Hôm nay thì mấy anh em đang ăn cơm nên mình sẽ ra ăn cơm cùng mấy anh em luôn. Đây, thử cái món mới của nhà hàng mình xem nào các em. Đó, cái món này gọi là lấm biển xào em ạ. Hơi lạ. Mình mời các bạn ăn cơm cùng mấy anh em nhá. Đây, các em ăn thử món này đi. Ăn thử cho lắm. Nóng. Ừ. Đây là cái món lấm biển xào đó các em ạ. Mình thử một chút, là rau thơm. Mình mời các bạn nhá. Giòn ngon lắm các bạn ạ. Ngọt hơi cay cay. Nó giòn giống kiểu mình đang ăn kiểu cái tù vá ấy, cái là cái dạ dày cá ấy nhỉ em nhỉ. Đúng không? Mùi rất giống nhá. Dai giòn giòn. Ừ. Em trường cái món này được không? Được em. Ừ. Món này phải mấy lít bia đấy anh ạ. Ừ. Ngon thật sự các bạn ạ. Ăn nó giòn, ăn như kiểu mình đang ăn gọi là ốc biêu xào ấy. Ốc biêu xào hay dạ dày cá các bạn ạ. Đúng không em? Đúng anh ạ. Ừ. Tuyệt vời luôn anh ạ. Món này là gọi là cái lấm biển nhá. Các em chắc lần đầu tiên được ăn. Anh cũng là lần đầu tiên. Thì món này hot trên mạng các bạn ạ. Mà nhiều anh em là giới thiệu cho mình ấy, mà mang về nhà hàng bán. Hôm nay mình còn lấy thử về và mình đang test trước các bạn ạ. Ừ. Giòn nhỉ. Nó đúng là ăn giống hệt cái dạ dày cá các bạn ạ. Giống dạ dày cá lăng mà giống kiểu tù vá ấy. Các em ăn cùng nhiều rau thơm à. Lần sau mình sẽ cho nhiều cái rau húng chó đấy vào hơn. Ăn rất là hợp. Ăn hợp ngon. Ừ. Đây các bạn này. Mình cho nhiều rau húng chó ăn sẽ hợp hơn. Ngon. Cái này vừa ăn chơi vừa uống bia được em nhỉ? Vâng. Các em cái ăn có thích không? Ừ. Mà nhiều nhá, đây có 0,5 cân em. Xào cho khách mà một đứa này thì ăn ok chứ nhỉ? Vâng. Ừ. Anh ấy vào bảo anh Giáp là cái định lượng sau. Ừ. Ngon, dễ ăn. Đúng ăn kiểu dạ dày cá các bạn ạ. Nó giống hết luôn. Em Quỳnh em review đi. Hôm nay đây là hai nhân viên này, hai em ngại lên sóng lắm các bạn ạ. Nhân viên mới mời em Quỳnh review trước em. Em Phương em mạnh dạn hơn các bạn. Các em đều chưa có người yêu nhá, anh em nhá. Rồi, anh làm bát cơm này không thì anh còn công việc em ạ. làm bát cơm này. Đấy, để anh sới cho. Tôi để sới cho. Mà anh ngồi đầu mâm em ngồi ra. Làm anh thì đúng không? Ăn lo bác lắm. Khổ. Có cái gì ngon nhường các em trước. Anh ăn lắm rồi. Ờ. Đây được cái sự sới cơm rồi là Phúc mấy đời. Phúc mấy đời bình thường ơ. Hai em mới vào chưa ăn cơm anh nào đâu, anh ăn cơm các em nó suốt mà. Trường đêm mà nấu mì, anh còn nấu mì nó ăn suốt kìa. Em còn nấu mì anh nấu mì em ăn. Ừ, hai anh em mình gọi là gì nhỉ? Công bằng nhỉ? Vâng. Mời các bạn ăn cơm nhá. Đây làm thì đậu chiên giò này các bạn. Đó. Chung là ăn đậu, cái món đậu này với cái thịt sốt cà chua là ăn cơm thì lúc nào nó cũng là cái món ngon nhất rồi. Hôm nay không có canh cả cà đâu. Canh cà đâu, hôm nay bếp không nấu canh à? Làm gì chuyện không nấu canh. Mọi khi có bát canh cả cà các bạn. Hôm nay cơm gọi là cơm kiểu này thì ăn làm sao được mùa hè nào. Em Trường chạy vào xem lại kiểu gì là có canh. Quy định ra rồi các bạn. Ít nhất là một xào, một chiên, một canh để anh em ăn cơm nhân viên các bạn ạ. Thêm cà, thêm rau thì tùy anh em. Ngon lắm, cái lấm này ngon, ăn cơm hợp cơ. Ngon lắm. Ở đây để thử những ba chỉ không các bạn. Cơm nhân viên nhà hàng ấy. Có canh mà. Các bạn. Mà đây 1 2 3 4. Nó không có canh. Anh chịu. Ngon thật lắm. Làm cái canh mướp. Đây canh cua mướp mùng tơi các bạn này. Đúng kiểu canh cua cà ấy. Ba chỉ ấy. Hợp luôn. Mời các bạn nhé. Mùa hè này có cơm canh cua cà này là ngon đúng không em? Hợp với tí ba chỉ. Không được canh sấu, rau muống. Ăn cơm ngon. Mời các bạn, quả cà đây. Anh em nào mà ở chắc là anh em ở Việt Nam thì chắc là không thiếu, nhưng mà anh em bên nước ngoài là hiếm đấy. Cùng các món này để ăn cơm đúng không? Phương ăn đi em ngại à? Ngại lắm, xấu hổ lắm. Bây giờ em nấu cơm nhà mày. Anh nấu cơm nhà em ăn cơm được anh. Anh nấu ngon mà. Còn. Việc này việc của anh Giáp không phải việc của anh em ạ. Các bạn đấy đúng không? Em nó bảo anh nấu cơm ạ. Bọn em ăn cho ngon, quên đi. Đợi đấy. Canh này hôm nay hơi đậm mà man tí. Canh này về nhà các em lầu nhá. Nước nó nhỏ anh như này đúng rồi. Thái anh mình chỉ cho một tí hạt lên, một tí nước mắm thôi, không cho muối, không mì chính luôn. Ăn nó thanh. Cái đậu chiên nhỏ này các bạn này trông rất là ngon này, cả miếng đậu này rất là đạt chuẩn luôn. Nhưng mà hôm nay sự hơi phê bình canh rồi. Cà thì vừa đến. Thỉnh thoảng ăn này kiểm tra nhân viên tía vào phạt anh Giáp. Chắc là xin kết thúc video tại đây thôi. Mà anh em mình ăn cơm xong chuẩn bị còn làm việc đầu giờ chiều, chuẩn bị khách vào lườm lượp rồi các bạn ạ. Anh em mình chào khán giả nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha.